lời nói đầu tam tạng thánh điển phật giáo việt nam là một kho tàng pháp bảo đầy đủ của phật giáo việt nam gồm kinh luật luận sớ giải sử và các tác phẩm liên quan đến phật giáo việt nam tam tạng thánh điển phật giáo việt nam chứa đựng tư tưởng tâm linh kho tàng trí tuệ nền tảng văn hóa đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian cùng với những hệ thống tư tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết của đạo Phật, lưu xuất từ thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, càng lúc càng có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức Việt Nam. Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam trong không gian minh triết phương Đông ân hưởng nguồn sáng thiên liêng cùng với sức mạnh chuyển hóa nhiệm màu của Đạo Phật đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện. Trong đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm năng con người Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm linh và hàng lâm học thuật văn pháp được sử dụng để chuyển tải nội dung của tam tạng thánh điển phật giáo việt nam tiệm cận những tiêu chí trung thực uyên thâm văn nhã những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như trang trọng uy nghiêm tiêu chí chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng niệm và hành trì gia tăng hiệu ứng tâm linh khuếch tán ở mức cao nhất. Ánh sáng màu nhiệm thiên liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đấng vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Thuở khởi nguyên của Thánh Điển bắt đầu với việc kết tập tam tạng. Ba lần kết tập đầu tiên, Thánh Điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ thứ ba Tây Lịch đã có những phái đoàn hoàng pháp do vua Asoka chủ trương và thực hiện. Trong đó, hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamita của vương triều này đã truyền bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà vua Tích Lan, Vatta Gamani Abaya, thánh điển được biên chép và bổ sung phần chú giải. Ở Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của vua kaniska từ cuối thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ sanskrit như vậy cả hai hệ thống kinh điển tiếp tục được lưu giữ quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác dưới hai dạng chữ viết và khẩu truyền hầu hết thánh điển phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ và có những phiên bản tiếp tục được phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị gián đoạn thậm chí mai một ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong thánh điển phật giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương đông lẫn phương tây nhận thức tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Bali do hoàng tử Mahinda khởi động, truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan. Sau đó, nhờ được sự bảo trợ dưới triều vua Vatagamani Abhaya vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, Công trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại Aluvihara, thành phố Matale với 500 nhân sự chuyên trách. Tạng Pali được xem là thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Luận sư Buddha Gosa vĩ đại của thế kỷ thứ năm đã có công lớn đối với Thánh Tạng Pali. Nửa cuối thế kỷ 19, Miến Điện tổ chức kết tập tam tạng, trùng tụng, học thuộc thánh điển và nổi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 1860 do vua Minden bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society Hội Thánh điển Bali ra đời với mục tiêu là biên tập, ấn hành nguyên bản Bali và phiên dịch sang tiếng Anh. Đầu thế kỷ 20, công trình phiên dịch thánh tạng quy mô từ tiếng Bali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường đại học trên thế giới. Dưới sự bảo trợ của vua Chula Con thứ năm ngoài tạng Bali và tạng Sanskrit khi nói về phương diện đầu nguồn cổ kính và thẩm quyền cần ghi nhận rằng thánh tạng tiếng Hán cổ có truyền thống lâu đời bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục từ nhà Tống đến nay Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại Tạng riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại Tạng khác nhau bản đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Khai Bảo Tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly, tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 14, có ba lần khắc đại tạng, trong đó Bát Vạn Đại Tạng Kinh, còn gọi là Cao Ly Đại Tạng Kinh, nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ khắc vào thế kỷ thứ 11, đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ấn Tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật giáo khá trễ, có chính bản Đại Tạng. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh do Takakusu Junjiro, Watanabe Umi Akira và các cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tập Dựa trên các bản của Đại Tạng Kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại Tạng Kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông cổ và Tây Tạng đều có Đại Tạng riêng. Đại Tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Căn Du kinh tạng luật tạng và ten dư luận tạng tam tạng thánh điển phật giáo việt nam có điểm xuất phát từ thời còn chia sẻ chung một dạng văn tự với người hán phục vụ cho phật giáo của cả một khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia dân tộc ở việt nam nhà đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá đến thời nhà lý Việc khắc một bản khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. Vào năm 1311, Tân Hợi, niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn Giả Pháp Loa và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp quốc gia là khắc gỗ Đại Tạng Kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ chư cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn. Nhưng thật ra vẫn được chư tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. Lịch sử thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ thứ 20. Việc phiên dịch ấn hành đại tạng kinh việt nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện tiêu biểu là trưởng lão hòa thượng thích trí tịnh phiên dịch đại tạng bắc truyền và trưởng lão hòa thượng thích minh châu phiên dịch đại tạng nam truyền những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nổi tiếng cũng xuất hiện như trung tâm phiên dịch huệ nghiêm trung tâm phiên dịch hải đức sau này có trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư tôn đức giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức, tiền bối và đương thời nối tiếp công việc phiên dịch các bộ kinh, luật, luận, sớ giải như quý ngài, hòa thượng thích trí nghiêm, hòa thượng thích hành trụ, hòa thượng thích mật nguyện, hòa thượng thích trí quang, hòa thượng thích thiện siêu, Hòa thượng thích thanh từ, hòa thượng thích huệ hưng, hòa thượng thích đổng minh, hòa thượng thích tuệ sĩ, hòa thượng thích phước sơn, hòa thượng thích minh cảnh, hòa thượng thích đức thắng, cư sĩ tâm minh lê đình thám, cư sĩ đoàn trung còn, cư sĩ đào nguyên, cư sĩ định huệ, cư sĩ nguyên tâm trần phương lan, vân vân. Như vậy, nội dung bộ tam tạng thánh điển phật giáo việt nam có sự khác biệt các đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống nam truyền hoặc bắc truyền hoặc có một phần của nhau nhưng không đầy đủ trong khi đó tam tạng thánh điển phật giáo việt nam chuyển tải cả hai hệ thống và được bố cục lại đối với tam tạng nam truyền thượng tọa bộ cấu trúc được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Test Society, chánh kinh, chú giải, phụ chú giải. Đối với Bắc truyền, cấu trúc được chia thành hai phần, bộ phái và đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia kinh, luật, luận, sớ giải. Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ngoài ra, còn có tham khảo thêm nguồn tiếng sanskrit tiếng anh và một số ngôn ngữ khác phần tục tạng của tam tạng thánh điển phật giáo việt nam bao gồm các tác phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của phật giáo việt nam trước tác nối kết liền mạch từ thời sử dụng chữ hán hán nôm và chữ quốc ngữ giáo hội phật giáo việt nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công. Với sự khởi xướng của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu đã thành lập Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý nền tảng hành chánh cho việc tổ chức nhân sự giúp giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báo pháp bảo phiên dịch Tam tạng thánh điển phật giáo việt nam là công việc cần một nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bền bỉ đồng thời phải vượt qua những rào cản về ngôn ngữ văn hóa và khoảng cách thế hệ những dịch giả đỉnh cao ở trung quốc như đạo an cưu ma la thập huyền trang vân vân đều biểu tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản hán dịch. Phiên dịch Kinh Tạng Bali cũng không ngoại lệ khi dựa vào những bản gốc đã được sao chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong tam tạng thánh điển phật giáo việt nam sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu nguồn tham khảo phong phú kỹ thuật tra cứu tiên tiến mặt khác tam tạng thánh điển phật giáo việt nam phản ánh việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bổ sung song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàng lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những công trình hỗ trợ tiện ích theo sau. Tổng mục lục, đại từ điển thuật ngữ, lịch sử hình thành tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam. Ngoài ấn bản mang tính thiên liên của hiện tiền pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên. Ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa, làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàng lâm tối ưu. Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam ra đời lần này – là kết tinh từ các bậc tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu, vân vân. Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, bổ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy, để đảm bảo văn nghĩa đầy đủ một cách tốt đẹp nhất luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ tăng ni và phật tử tiếp bước noi theo hơn bảy thập niên trôi qua các nhà phiên dịch tam tạng ngày đêm âm thầm làm việc đã đóng góp vào kho tàng văn học phật giáo tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh phật giáo việt nam làm cho pháp bảo được lưu bố ở nhân gian công đức ấy đang ẩn tàng trong từng con chữ trong số nhiều chục triệu con chữ của ấn bản tam tạng thánh điển phật giáo việt nam lần này thật bất khả tư nghì việc phiên dịch và ấn hành pháp bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ ủng hộ nhiệt tình của chư tôn đức tăng ni và các mạnh thường quân cư sĩ phật tử trong và ngoài nước từ quá khứ đến hiện tại xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị thành kính cúng dân ấn phẩm tam tạng thánh điển phật giáo việt nam này lên mười phương chư phật chư tôn bồ tát liệt vị tổ sư chư vị tôn đức dịch giả và hiện tiền chư tôn đức Giáo Phẩm Chứng Minh Thành Tâm Hồi Hướng Công Đức Nguyện Cầu Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Quốc Thái Dân An Pháp Giới Hữu Tình Ân Triêm Lợi Lạc về Sát Liên Hợp Quốc Phật Lịch 2563 Dương Lịch 2019 Hòa Thượng Thích Giác Toàn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trích lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu Sau khi dịch xong Kinh Trường Bộ, Diga Nikaya, Vu Lan, Phật Lịch 2516, ngày 23 tháng 8 năm 1972. Tôi dịch tiếp Kinh Trung Bộ và như vậy cố gắng tiếp tục phiên dịch Kinh Tạng Bali như đã phát nguyện từ năm 1965, nhưng vì trách nhiệm của một vị viện trưởng không thể hoàn thành sớm hơn và đầy đủ hơn như ý muốn. Vấn đề tìm được hán tự tương đương với chữ Pali thật là một vấn đề nan giải như biết pancha là năm uẩn rupa là sắc vedana là thọ xanh là tưởng sankhara là hành và vinyana là thức thời dịch vừa gọn vừa nhanh nhưng nếu gặp những danh từ chưa có chữ hán tương đương là cả một vấn đề thật khó khăn và nan giải chúng tôi dịch kinh pali không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào một lập trường nào Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính của Đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dù là Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát Tự mình chứng nghiệm trên bản thân mới có thể thấy, hiểu được đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch. Vì đạo Phật là đạo đến để mà thấy, chứ không phải đạo đến để nhờ người thấy hộ. Đạo của người có mắt, chakumato, không phải đạo của người nhắm mắt. Đạo của người thấy, của người biết, basato sanato không phải là đạo của người không thấy, không biết, Abbasato, asanato. Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. Thật sự, chúng tôi chỉ mong rằng quý vị hãy đọc thật kỹ và suy tư thật chín chắn những đoạn mà chúng tôi phiên dịch trong tập này rồi quý vị tự hỏi, những đoạn ấy có phải là những đoạn tiểu thừa dành riêng cho những vị có tiểu tâm chỉ biết tự lợi không biết lợi tha chỉ biết tự giác không biết giác tha như chúng tôi đã phân tích trong lời giới thiệu bản dịch tập đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa chúng ta đừng có mắc bẫy các vị bà la môn ấn độ giáo đã tìm cách gán cho chữ tiểu thừa để loại ra ngoài những lời dạy căn bản như một số lớn Phật tử Đại Thừa đã bị mê hoặc, không dám đọc những lời Phật dạy vì bị gán nhãn hiệu Tiểu Thừa. Bên phái Nam Tông, tuy tôn thờ Tam Tạng Bali, nhưng một số Phật tử cũng rơi vào một nạn tương tự, là chỉ học luật tạng và A Tỳ Đàm Tạng đề cập đến đệ nhất nghĩa đế, còn kinh tạng chỉ bàn đến tục đế mà thôi. Đây cũng là một lầm lạc hết sức ngây thơ và nguy hiểm. A tỳ đàm tạng, phát xuất từ kinh tạng và bỏ gốc để tìm ngọn thì không khác gì kẻ đi tìm lõi cây mà chỉ đem về cành và lá. Thật sự, đạo Phật đâu có phân biệt tiểu thừa, đại thừa, đâu có chia đôi chân đế, tục đế. Những sự phân chia này chỉ là hậu tác phẩm hoặc các giáo sĩ bà la môn mang danh phật tử muốn loại bỏ những gì tinh túy nhất của đạo phật không cho phật tử học và tu hay của một số đệ tử phật muốn làm tổ sư một giáo phái nên đề xướng các chủ thuyết lấn át những lời dạy nguyên thủy của đức phật thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm tìm đọc và tìm hiểu những lời phật dạy thật sự là những lời dạy của đức phật và vì trách nhiệm ấy, chúng tôi đã cố gắng phiên dịch kinh tạng Bali ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ cần đọc, cần suy tư chính chắn, và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của Đức Bổn Sư của chúng ta. Ba bài kinh cuối của tập 1 này được dịch trong dịp chúng tôi ra Huế dự lễ Đại tang Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là bổn sư của chúng tôi trong sự trang nghiêm chân thành của phật tử toàn quốc đến nghiêng mình đảnh lễ lần cuối cùng giác linh đại lão hòa thượng và trong sự trầm lặng suy tư của người đệ tử đối với vị bổn sư đã trọn đời hiến mình cho đạo pháp và giáo huấn hậu côn chúng tôi phát nguyện trọn đời phiên dịch tam tạng giáo điển để đền đáp công ơn giáo huấn của ngài chúng tôi tự nghĩ đó là một cử chỉ duy nhất và có ý nghĩa nhất để đền đáp thâm ân của một đệ tử đối với vị bổn sư của mình trong cuộc đời ngũ trượt ác thế này. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập 1, 1973 Công trình phiên dịch của tôi một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương của tôi một mặt xây dựng những tài liệu nghiên cứu đạo phật cho các học giả và phật tử việt nam và đây cũng là sự đóng góp của đại học vạn hạnh vào tủ sách phật học nước nhà lẽ dĩ nhiên trong trách nhiệm hiện tại của tôi sự phiên dịch đòi hỏi nhiều cố gắng nhiều dụng công kiên trì và liên tục nhưng chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng khi được tận hưởng những pháp lạc do chánh pháp đem lại trong khi phiên dịch pháp lạc này ẩn chứa trong từng chữ từng câu tiềm tàng trong từng câu văn giọng nói và chính pháp lạc đã nuôi dưỡng và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong công tác phiên dịch này càng dịch chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà bà la môn đã dùng danh từ tiểu thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của đức phật và khiến cho các phật tử không dám đọc không dám học không dám tu những pháp môn ấy càng dịch càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị bà la môn đã khôn khéo xuyên tạc đạo phật khiến cho những giáo lý căn bản những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn bị ruồng bỏ bị che giấu không được biết đến không được học hỏi tu hành nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý mặt trời bao giờ cũng là mặt trời các ba hoa của ma vương các cuộc so tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ các lời lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập tỉnh đi vào con đường triết lý. Tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch. Có người thang kinh ba quá dài và có nhiều đoạn trùng điệp. Khi dịch kinh, bao giờ tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và vì vậy... Chúng tôi không có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp. Dù rằng nguyên bản Pali chúng tôi phiên dịch cũng đã lược bỏ khá nhiều. Điều chúng ta nên nhớ là phần lớn kinh điển được kiết tập trong các đại hội kiết tập và đều do chư tăng tụng đọc lại những đoạn các vị ấy đã ghi nhớ. Và lẽ dĩ nhiên khi tụng đọc không bao giờ có chuyện lược bỏ. Lại nữa, đức phật trong khi đi truyền giáo mỗi kinh đều được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt và chư tăng ghi nhớ lại không bao giờ dám lược bỏ các đoạn đã được nghe do đó có nhiều đoạn trùng điệp khó lòng lược bỏ cho được dầu thế nào các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho người đọc vì không gì tốt đẹp hơn là được nhắc đi nhắc lại những giáo lý quan trọng và những pháp tu căn bản chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch và mong dịch cho được chu toàn và đầy đủ để làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho các phật tử và học giả chưa có một nhận xét phê bình so sánh đối chiếu gì mỗi bộ kinh được dịch xong là những nguồn tài liệu văn hóa hết sức phong phú và quý giá cho các học giả và các Phật tử. Và hiện tại, sự cố gắng duy nhất của chúng tôi là cung cấp những tài liệu văn hóa ấy. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập 2, 1974 Với tập 3 này, chúng tôi đã hoàn thành được trọn bộ Kinh Trung Bộ, Majima Nikaya, một trong những bộ kinh quan trọng nhất của kinh tạng Bali. Vì không có thì giờ, chúng tôi không đi vào nội dung của bộ này, nhưng với những tài liệu dịch thuật như vậy, các học giả, Phật tử có đầy đủ tài liệu tham cứu và suy tầm. Chúng tôi chỉ có thể nói một cách vắn tắt là Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần chánh tri kiến và các phương pháp tu hành nhất là những phần tế nhị trong địa hạt tu trì của vị tỷ kheo. Còn kinh Trường bộ đặt nặng về phần lịch sử, có tánh cách đối ngoại với các vị Bà La Môn, du sĩ ngoại đạo, Kỳ Na giáo, vân vân. Cho nên đọc kinh Trường bộ, chúng ta thấy cương vị giáo lý của đạo Phật sai khác với ngoại đạo, cùng tiến trình tư tưởng và văn hệ Phật giáo còn đọc kinh trung bộ chúng ta đi sâu vào giáo lý và tư tưởng và đặt nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị tối cao cho nên với hai tập kinh trường bộ và kinh trung bộ chúng tôi nghĩ đã giới thiệu được những tài liệu khá chính xác và đầy đủ để các nhà học giả và Phật tử đi sâu vào được những giáo lý và giáo pháp căn bản, thật sự là nguyên thủy của đạo Phật. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập 3, 1974